Xin mến chào tất cả các bác nhé. Đây là con cục đẩy mà rất là ok, rất là nhiều anh em đã chơi cho sự kiện mà nó cực kỳ bền đẹp luôn anh em nhé. Đó là con LT5000. LT5000 này thì nó là size 2U. Đây này, chính xác nó đây anh em nhé. Ở đây này, LT5000 size 2U. Con này thì công suất của nó cũng không thua kém vì những cái cục đẩy ví dụ như là con D4150 ở đâu anh em ạ. Không thua kém đâu, công suất của nó là 1200W. Đó, nhưng mà nó được cái là nó size của nó là size 2U anh em nhé. Và nó sử dụng là nguồn biến áp. Nguồn biến áp thì được một cái là nó ổn định anh em ạ. Ổn định. Rất ổn định. Đấy, thì đây LT5000. Em bóc test cho anh em tham khảo. Ra có một bác khách lấy nhưng mà em bác này cũng lấy nhiều nên em không muốn nêu tên thôi. Đó. Rất đẹp anh em nhé, bóc thùng bóc hộp luôn. Đó. Rất là nhỏ gọn, nó chỉ 20 kg anh em nhé, 20 kg thôi. Nó tên 5000, Class D anh em nhé. Con này thì nó rất là ngắn, dòng Class D thì anh em biết rồi đúng không? Rất là ngắn. Cẩn thận những cái ví dụ như cái này này. Nó là hàng mới, nó có những cái ghim. Em cẩn thận là rất là nguy hiểm. Ghim toàn bằng sắt. Đấy, LT5000 anh em nhé. Đây, nó chính xác là con kia. Bên em thì dòng này thì hiện tại đang có hai dòng là một LT3006, cái thứ hai là LT5000. 3006 thì giá của nó là 9,5 triệu và công suất của nó là 900. LT5000 này thì với công suất của nó là 1200 anh em nhé, 1200. Rất ok luôn. Con này thì cái chất âm của nó rất là hay anh em nhé. Chất âm rất là hay. Đó. Anh gạt lên đây này. Clip anh em nhé. Đây là tín hiệu nó quá to anh em. Anh gạt lên 32 dB. Gạt lên 32 dB là hiệu năng tốt nhất và nó sẽ không bị báo clip nữa anh em nhé. Đó. Vì cái tín hiệu nó quá to mà. Đó. Đang panel. Anh xem lại đi. Đang panel. Hay là Brit đi đấy. Đấy, gạt lại. Đấy, hàng mới về trước khi ấy là người ta cũng test nhà máy nó test cho em rồi. Nhưng mà đây test lại em biết ngay, đấy chưa? Không còn báo clip nữa. Gạt 32 dB anh em nhé. À, ok cho anh em. Đấy, là hiệu năng tốt nhất. Rồi ok, đằng sau đây này. Anh em muốn hỏi đây. Đây, đằng sau đây anh em nhé. Nó có các nút gạt này. 32 dB này, 0.77 này, 26 dB này. Anh em gạt hết lên 32 dB anh em nhé. Đấy, còn đây là panel bridge stair thì để hết stair cho em nhé. Đấy, còn gạt lên 32 dB để cái hiệu năng của nó là tốt nhất anh em nhé. Anh em lưu ý là như vậy. Đấy, tiếng rất đẹp luôn. Đó, căng lên. Đó. Ok cho anh em, kể cả vạn kịch này. Với cái 32 dB là hiệu năng tốt nhất anh em nhé. Rồi ok. Anh chuyển kênh đi. Đấy, nên không ngờ nó bị báo clip. Đó. Đó, ok. Đó, con này thì đã rất nhiều video test về nó rồi anh em nhé. Đó. Đấy, test 4 kênh anh nhé, dòng 4 kênh mà. Ok, xem nào. Đấy, kịch luôn anh em nhé. Vặn kịch để thông tín hiệu. Ok, rồi. Ok cho anh em. Đấy, ok. Đấy, ok cho anh em. Thì giá của con LT5000 này thì hiện tại là 12 triệu anh em nhé, 12 triệu. Nên anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Dòng này thì sử dụng nguồn biến áp anh em nhé, biến áp rất là lớn ở đây. Cái dòng biến áp thì anh em yên tâm về một cái là nó sẽ rất là ổn định cho điện, điện áp rất là ổn định. Những cái nguồn xung thì đôi khi là nó cũng do cái nhiều cái tác động khác nhau. Nhưng mà cái biến áp này thì nó sẽ bền hơn anh em nhé. Nên anh em có thể yên tâm anh em sử dụng. Và công suất rất là lớn, 1200W ở kênh anh em nhé. Đó, 1200W.
tiếng rất đẹp. Chơi tất cả những dòng loa full hiện nay trên thị trường anh em nhé. Tất cả những dòng loa full từ full đôi 40 coi 76 anh em à, coi 100 là anh em chơi được hết. Đấy nên anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp anh em nhé. Size rất là nhỏ nhắn gọn gàng cho anh em. Đó. Ok thì em xin dừng cái video đây thôi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.